Xin chào người, tên em là Andy. Anh Andy qua Việt Nam lâu chưa? Cũng 2 tuần rồi. 2 tuần rồi, dạ. Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Quận 4. Dạ? Quận 4. Ở quận 4? Dạ. Ở đây là quán gì? Thế giới. Dạ. Thế giới tàu hủ. Chấm con. Tức là... like... tàu hủ world, a place for tàu hủ nha. Yeah. Yeah, yeah. Ok. Bây giờ anh đang ăn món gì vậy? Đang ăn bánh lọt. Bánh lọt. Yeah. Anh ăn món này lần nào chưa? Chưa ăn lần nào. Yeah. Bây giờ anh sẽ review cho mọi người thử món ăn này đúng không? Nhìn cũng ngon. Nhìn cũng ngon á. Cũng hơi ngọt. Đậu hũ cũng được. Đậu hũ cũng được. Cái màu xanh lá đó là gì? Bánh lọt. Bánh lọt đúng không? Yeah. Còn cái màu trắng đó là gì? Sữa dừa hay. Sữa dừa đúng không? Sữa dừa. Không, còn cái này nè, cái màu trắng đó gọi là gì? Đậu hũ đúng không? Đậu hũ. Dạ. Dạ cũng ngon á. Cũng ngon. Dạ. Ở Mỹ cái món này có nhiều không? Không có. Yeah. Không có hả? Không có luôn. Dạ. Thường thường họ có những chè ba màu hay gì thôi. Ở bên có chè ba màu á. Dạ. Mà có khi gọi chè thì cũng có chè đậu một chè thôi. Dạ. Bên bển một ly chè có bao nhiêu tiền? Giống như 7-8 đồng á. Ờ. Dạ. Cũng hơi mắc. Hơi mắc đúng không? Dạ. Món còn ngon. Dạ. Còn ở đây khoảng một đô đó. Chưa tới một đô. Yeah. Rẻ đúng không? Yeah. Cũng rẻ. Vậy ở trong đó anh thấy nó hơi ngọt đúng không? Là anh thích hay không thích? Dạ, cũng hơi ngọt, cũng được, cũng ngon đó. Anh có thích ngọt không? Không thích. Không thích hả? Thích. À, thích ngọt. Yeah. Ok. Yeah. Ok, cảm ơn anh. Right, bye bye. We have just created a new Vietnamese dictionary app on App Store, and of course created by SVFF. Everything is in Southern dialect. If you want to have a look at that, click on this link. Also, if you are subscribing to our Vietnamese podcast, good news! Now, it's available on App Store. Again, take a look at this link to download the app. Do you know that in just 3 months, if you learn Vietnamese one-on-one with SVFF, you will be able to communicate in simple Vietnamese? Register for a free 30-minute trial here.